Tử vi tuổi Mùi tháng 11 âm lịch. Kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người, và đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 11 năm 2020 âm lịch, tuổi Mùi có được các tinh nào chiếu mệnh hay có quý nhân phù trợ và mang lại những bất ngờ hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe lời khuyên giải từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy. Tổng quan tử vi tuổi Mùi tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 âm lịch và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 và 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải tháng có nhiều điềm báo đen đủi đối với những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch những gia chủ tuổi Mùi sẽ cần chú ý hai ngày sau đây. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 11 năm 2020, tức ngày 23 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 và mệnh chủ Đinh Mùi sinh năm 1967. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 và mệnh chủ Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến của các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 11 âm lịch năm 2020 Canh Tý. Thứ nhất là ngày âm lịch 27 tháng 11 năm 2020, tức ngày 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11 năm 2020, tức ngày 16 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 15 tháng 11 năm 2020, tức ngày 28 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao hơn. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ chi tiết. Sự nghiệp của người tuổi Mùi. Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong khoảng thời gian này. Vì thế mà bạn cần chuẩn bị trước tinh thần, đối diện với khó khăn, chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi đây như một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc hơn. Nếu bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ khó đạt được tiến bộ lớn và xác suất tăng lương thăng chức cũng rất thấp. Rất nhiều rắc rối trong công việc và tình trạng làm việc kém hiệu quả sẽ khiến bạn thường xuyên bị cấp trên chỉ trích và khiển trách. Thậm chí, bạn có thể mất việc. Đối với tuổi Mùi, trong vai trò lãnh đạo, điều quan trọng nhất sẽ nằm ở khía cạnh con người, vì bạn cần nỗ lực nhanh nhất để hòa nhập với mọi người xung quanh. Đừng quá hà khắc với cấp dưới mà hãy thuyết phục mọi người bằng niềm tin, sự tử tế với người khác. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Mùi trong tháng 11 âm lịch cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh
giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe, mới mong được công việc hành thông. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Mùi hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, vòng tam giác khai vận còn sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Tài lộc của người tuổi Mùi vào tháng 11 âm lịch, tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Mùi khá ổn định, việc thu chi khá cân đối nên bạn không còn lo lắng nhiều. Tiền bạc của bản mệnh tiếp tục duy trì ở mức ổn định so với tháng trước. Những người trẻ tuổi có ý định đầu tư, khởi nghiệp sẽ nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, ngăn cản con đường công danh sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, được gọi là pháp khí hiệu quả nhất, hiện nay có tác dụng ít con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Mình là Quang Pháp Bảo, là pháp khí của nhà Phật, nên được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Mùi. Tình cảm của người tuổi Mùi. Xem tử vi tình duyên tuổi Mùi không có nhiều biến động trong thời điểm, nhưng tháng 11, đa số lứa đôi đều ở bên nhau một cách hòa bình, không có chuyện mâu thuẫn xảy ra, dù có thể tranh cãi cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp. Một số người tuổi Mùi độc thân sẽ khá nổi tiếng với những người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ, từ đó bạn có thể gặp được người bắt đầu một mối quan hệ. Những gia chủ tuổi Mùi có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhu nhát nên bạn cần chủ động hơn trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 11 này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm như vậy, bạn sẽ không có nhiều cơ hội để thay đổi, để bản mệnh thành công hơn trong sự nghiệp cũng như vượt qua những khó khăn. Bước sang tháng 11 âm lịch này, chỉ cần các chị em khử mùi nhanh nhẹn, chăm chỉ kết hợp một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác, khai vận, gỗ huyên lâm, hợi, mão, mùi, các giải, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiềm năng sừng sỉnh, quan vận hành thông, sức khỏe của người tuổi mùi trong tháng 11 âm lịch khá tốt. Điều đó sẽ giúp bản mệnh có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn, chăm sóc sức khỏe lúc này. Trời lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm. Hoạt động thể dục, thể thao và ăn uống đầy đủ sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và năng suất hơn. Chi tiết tử vi tháng 11 cho từng tuổi Mùi. Thứ nhất, tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955. Tình trạng sức khỏe của người Ất Mùi có dấu hiệu giảm sút ít nhiều hơn so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Trong tháng này, tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát, nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời có khả năng nghỉ ngơi hợp lý, đầy đủ. Để không bị hiểu lầm, ám hại, cảnh, con đường, công danh, sự nghiệp, tài lộc, nhưng gia chủ tuổi Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường, công danh. Gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ hai, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, bước sang tháng 11 âm lịch, vận thế của người tuổi Đinh Mùi cực vượng, quý nhân trợ giúp cũng giúp cho bản mệnh có những hướng đi tích cực hơn trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều vấn đề. Tuy nhiên, tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cũng cần phải phân tích rõ những mặt lợi, hại, đồng thời lắng nghe những ý kiến của người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi trong tháng khá ổn định, chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Mùi cũng nên sử dụng kim bài thái tuế mang theo bên mình để bảo vệ bản mệnh, mang lại may mắn, tài lộc. 3. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1977. Trong tháng 11, người tuổi Kỷ Mùi gặp phải nhiều chuyện cần suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được lý tưởng, sẽ phải giải quyết những chuyện phức tạp liên quan tới khách hàng,
mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao cũng không thuận lợi, đặc biệt khi sau lưng bạn luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi. Trong công việc dễ xảy ra sai sót khiến cơ thể phải chịu mệt mỏi. Trong sự nghiệp cần chú ý xây dựng mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp, khi gặp vấn đề thì nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý. Thời gia cát khuyên tuổi Kỷ Mùi hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bìa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh của thị phi. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Người tuổi Tân Mùi trong tháng 11 sẽ gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Con giáp cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong việc kiếm tiền được bao nhiêu, lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội thì có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tài chính, thị trường. Bạn có những khoản thu nhập ngoài mức lương chính, phương diện tình cảm không có nhiều thời gian. Những gia chủ tuổi Tân Mùi nên mang theo mình pháp khí phong thủy tam giác khai vận, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài vận, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ trước thời cơ, nắm cơ hội thành công. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi tháng 12 còn giáp, từng tháng đặc biệt là của gia chủ tuổi Mùi trong tháng 11 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của DX để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.